lùm thì không cần lật mép. Còn muốn lật mép lộ chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một. Dùng nhung khôi đu roi cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi. Dạ em xin anh Hiển làm lại liền. Vậy còn cái đầm cho hoa khôi Ngọc Minh thì sao chị? Nói nó nghỉ đóng phim, ra mà mở tiệm bánh bột lọc luôn đi, chứ không có nới eo nữa, mất hết form. Lấy Swarovski nhuyễn đi theo gân trong biển. Diễm My xin được chào tất cả quý vị khán giả. Trong bộ phim của Ba Sài Gòn thì Diễm My thủ vai Helen, một nhà thiết kế rất là quyền lực và thành công rực rỡ của năm 2017. Ở bộ phim này thì vai diễn của My đối trọng với vai diễn Như Ý của Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu mà quý vị yêu mến vai diễn Helen trong bộ phim của Ba Sài Gòn của Diễm My thì quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho Diễm My với cú pháp là NSX khoảng cách Q405 gửi tới số điện thoại 8079 hoặc bình chọn cho Diễm My trên trang web www.giaithuongdienanh.vn nha. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả.